Xin chào các bạn nhé. Hôm nay bếp ngon 688 tôi rất là vui khi lại gặp lại các bạn trong cái video mới này. Đến với ngày mới hôm nay thì tôi xin chúc các bạn có một cái sức khỏe và có nhiều năng lượng nhất để chúng ta đi thực hiện những cái công việc trong ngày chúng ta một cách suôn sẻ nhất các bạn nhé. Cũng khá là lâu rồi, cách đây khoảng gần chục ngày rồi thì tôi cũng chưa thể thực hiện các cái video chia sẻ cùng các bạn những cái món ăn ngon nhất trong cái cuộc sống của chúng ta. Vậy thì ngay hôm nay đây, tôi sẽ cùng với các bạn chúng ta vào bếp và chúng ta cùng chia sẻ với nhau một cái món ăn ngon liên quan đến một cái loại bánh mà các bạn trẻ của chúng ta, các bạn bé của chúng ta trong gia đình của chúng ta rất là mê những cái phần bánh này. Cụ thể hôm nay thì tôi sẽ cùng bạn chúng ta vào bếp và thực hiện làm cái phần bánh là bánh crepe của Pháp các bạn nhé. Và chúng ta thực hiện tại nhà luôn, rất đơn giản để cho các bé của chúng ta có những cái thú thưởng thức cái phần ẩm thực rất là ngon từ cái loại bánh này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp và thực hiện làm cái loại bánh này các bạn nhé. Thế thì đến với cái bàn quen thuộc của tôi thì tôi sẽ tiếp tục chia sẻ và giới thiệu các bạn những phần gia vị hay nguyên liệu chính để chúng ta sẽ đi thực hiện làm được cái phần bánh crepe của chúng ta rất là thơm ngon các bạn nhé. Ok, thế thì bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu các bạn đây. Đầu tiên thì các bạn sẽ phải chuẩn bị cho tôi những cái phần nguyên liệu. Ở đây thì tôi sử dụng cái phần xúc xích. Để làm crepe này thì có thể thực hiện được rất nhiều các cái món. Ví dụ như chúng ta có thể chia được ra rất nhiều món. Thường là ví dụ làm crepe xúc xích phô mai. Hay là crepe ba chỉ phô mai. Hoặc là chúng ta có thể thực hiện crepe với các cái món ăn ngọt, các cái món ăn chay. Đấy, chúng ta cũng có thể thực hiện được. Crepe nấm cũng làm được. Đấy, hoặc là các bạn có thể sử dụng một cái món nữa là cũng các bé cũng rất là thích. Đó chính là món crepe nhân bira. Ở đây thì hôm nay tôi chuẩn bị hai cái thứ để chúng ta có thể thực hiện được. Hôm nay thì tôi sẽ làm cùng các bạn chúng ta đi chia sẻ với nhau một cái phần bánh crepe liên quan đến cái nhân. Tôi sử dụng cái nhân thập cẩm, ở đây là dùng thịt ba chỉ và xúc xích và kết hợp cùng với phô mai các bạn nhé. Đây, thịt ba chỉ thì các bạn có thể sử dụng cái phần thịt nguội, sau đó thì chúng ta sẽ thái nhỏ ra. Phần xúc xích cũng vậy, xúc xích thì các bạn cũng thái lát con chì nhỏ xíu ra, sợi chì nhỏ ra, sau đấy thì các bạn sẽ đảo qua cho nó chín đi. Bởi vì khi cái bánh crepe này, cái phần gia vị crepe mà chúng ta thực hiện, chúng ta sẽ làm hỗn hợp tiếp theo đây này, nó rất là nhanh chín. Và nếu các bạn làm không cẩn thận thì các bé nhà chúng ta ăn sẽ hay bị đi ngoài các bạn nhé. Đây, phần phô mai thì chúng ta sẽ thực hiện là chúng ta thái nhỏ ra, nhỏ xíu ra. Chúng ta cắt lát hoặc bào nhỏ xíu ra. Đây, bây giờ tiếp theo đến cái gia vị không thể thiếu hay những cái nguyên liệu không thể thiếu, tôi sẽ giới thiệu bạn để chúng ta đi thực hiện pha chế được cái phần cái sốt hay gọi là cái phần bột để chúng ta sẽ đi thực hiện chúng ta làm cái bánh crepe nhé. Cái phần bột mì thì các bạn chuẩn bị cho tôi là 150g bột mì, sau đấy thì chúng ta sẽ đi thực hiện. Cái trứng gà này thì các bạn chuẩn bị cho tôi 3 quả nhé. Đường 2 thìa. Đây là cái phần rất là quan trọng mà các bạn cũng sẽ phải chuẩn bị vì nó sẽ giúp cho cái mùi thơm của chúng ta rất là ngon. Cái phần vani, vani bột này thì các bạn chuẩn bị cho tôi 2 thìa nhé. Đấy, đây một cái bát để tôi sẽ thực hiện tôi chế, pha chế, đánh. Không thiếu được các bạn sẽ chuẩn bị cho tôi cái phần sữa tươi nhé. Ở đây các bạn sử dụng sữa tươi có đường hay là không đường đều được. Đấy. Sữa tươi thì chúng ta sẽ sử dụng hơn một cái hộp này thôi, chứ không cần dùng nhiều, nhưng mà tôi sẽ sử dụng luôn hai cái hộp là 180ml một hộp. Chúng ta sẽ sử dụng là 300ml thôi. Không thể thiếu thì các bạn chuẩn bị tôi hai cái dụng cụ như sau, một cái kéo và một cái dụng cụ đánh bột hoặc là đánh các cái phần gia vị cũng như là cái phần nguyên liệu này cho nó tan đều ra, sau đấy thì chúng ta sẽ thực hiện. Ok, giờ chúng ta sẽ thực hiện luôn các bạn nhé.
Rồi, bây giờ tôi sẽ dùng luôn cái bát này, to như này. Rồi, các bạn đổ luôn cái phần bột vào giúp tôi nhá. Đường. Cái bột vani này các bạn cũng cho luôn vào. Đây, đến đây là công việc không thể. Được rồi, các bạn sẽ cho tôi cái phần trứng này vào. Trứng thì các bạn sử dụng luôn cả phần lòng đỏ và lòng trắng nhé. Chúng ta dùng luôn cả lòng đỏ, lòng trắng luôn. Cái phần bánh crepe này thì xin thưa các bạn là các bé nào cũng rất là thích. Và thông thường là khi mà chúng các bé thích thì chúng ta thường phải ra ngoài và chúng ta mua. Thế nhưng mà cái phần này khi chúng ta biết thực hiện thì nó rất đơn giản thôi. Các bạn có thể thực hiện tại nhà và có thể làm cho chúng ta thực hiện rất là nhanh và dễ dàng, cũng như là đảm bảo tính an toàn, không sợ gì cái vấn đề mất vệ sinh. Chút nữa trong quá trình vừa thực hiện thì tôi sẽ cùng lưu ý với các bạn tại sao chúng ta có thể thực hiện được tại nhà. Mà nhiều bạn cũng đã thắc mắc là làm tại nhà thì làm sao mà nó có đủ dụng cụ để chúng ta làm. Ví dụ như là cái máy nướng chẳng hạn, cái chảo nướng chẳng hạn, thì chảo nướng làm sao mà có thể thực hiện được. Vì nếu chúng ta nướng không khéo thì nó sẽ bị cháy hoặc là nó không chín. Thế nhưng mà xin thưa các bạn, chúng ta biết cách thì chúng ta vẫn có thể làm được hết. Các bạn vừa đánh bột, chúng ta sẽ vừa cho cái phần sữa tươi vào. Chúng ta đánh đều tay một chút là nó sẽ rất là đều luôn. Một cái hộp này là 180ml. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng thêm để làm sao cho đủ đủ 120ml nữa, sẽ đủ được 300ml. Chúng ta sẽ sử dụng 2/3 phần sữa tươi nữa của cái hộp kia nữa. Quá trình này thì chúng ta phải thường xuyên vào đánh thật đều, đều tay để cho cái phần bột nó tan. Và bột càng tan được nhỏ nhuyễn thì chúng ta khi chúng ta đưa lên nướng nó sẽ rất là dễ, nó không bị vón cục hay nó bị cháy. Các bạn cố gắng chuẩn bị đầy đủ cái dụng cụ nhé. Ví dụ như cái phần đánh bột này chẳng hạn này, các bạn cũng nên mua một cái giống như này để chúng ta sẽ thực hiện chúng ta đánh. Nó sẽ tan đều bột, nó không bị vón cục. Và khi đấy cái phần bột mì của chúng ta nó mịn ra thì chúng ta tráng nó sẽ rất là dễ. Chứ nó mà vón cục chúng ta đánh bằng đũa hay là các dụng cụ khác ấy, nó vón cục là chúng ta không làm được đâu. Thực ra khi mà xác định làm cái phần video này liên quan đến cái phần thực hiện chia sẻ cùng các bạn cái phần chúng ta đi thực hiện làm cái phần bánh crepe này thì thực sự là tôi cũng rất là đắn đo. Tại vì khi mà chúng ta thực hiện hướng dẫn hay là làm trên một cái dụng cụ có sẵn ngoài hàng ấy, thì rất là dễ thôi. Tại vì nó đồ nó dễ. Giống như một cái bếp chẳng hạn, cái bếp nướng của người ta chẳng hạn thì nó là cái đồ chuyên dụng, nó làm rất là đơn giản thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta thực hiện ở nhà, chúng ta không có đủ đầy đủ giống như vậy thì tôi sẽ sử dụng bằng một cái chảo chẳng hạn, thì để làm sao nó đạt được hiệu quả xấp xỉ 80-90% giống như ngoài hàng thì đã là khá là ok rồi. Có nhiều trường hợp là khi mà tôi thử nghiệm tôi làm thì nó cũng bị cháy hay là nó không chín. Cho đó mà tôi đã phải sử dụng làm rất nhiều lần để được có một cái video hướng dẫn cho các bạn thực hiện chia sẻ cùng các bạn hôm nay.
đấy, đã khá là nhuyễn rồi đấy. Ok, tôi sẽ đánh thêm một chút nữa, mạnh tay một chút để chúng ta nó nhuyễn đi, chúng ta sẽ đưa lên chúng ta thực hiện nhé. Ok, rồi giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên căn bếp của tôi, cùng đi thực hiện tráng cái phần bánh này các bạn nha. Đây, sau khi lên bếp thì chúng ta sẽ đi thực hiện, chúng ta nướng cái bánh crepe này của chúng ta bằng một cái chảo nhá. Thế thì tôi sử dụng cái chảo như này để chúng ta nướng. Trong quá trình nướng thì chúng ta sẽ phải có vài cái thao tác mà chúng ta phải luôn luôn thực hiện rất là uyển chuyển. Một là chúng ta sẽ thực hiện chúng ta cho thêm một chút dầu lên cái mặt của chảo này để chúng ta nướng. Tại vì khi mà cái chảo chuyên dụng người ta thì nó không cần dầu, nó rất là láng và nó bóng, nó bằng inox, nó láng bóng lắm, cho nên là nó tráng một lớp mỏng thì chúng ta cũng không cần phải dầu gì cả, nó rất là lóc. Nhưng mà ở cái chảo này của chúng ta thì nó là cái phần dính, tráng dính này của chúng ta nó đã không còn hoàn hảo nữa rồi, thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một lớp dầu trên này cho nó dễ. Cái thứ hai là cái phần lửa chẳng hạn thì, hoặc là nhiệt độ chẳng hạn thì các bạn cũng sẽ phải linh hoạt. Ví dụ chúng ta khi mà cho bắt đầu nóng lên rồi, chúng ta sẽ phải cho thực hiện chúng ta hạ xuống, nếu không nó sẽ cháy. Và cái phần các cái phần gia vị nguyên liệu chúng ta đưa vào nó sẽ không chín đều. Ok, là chúng ta sẽ thực hiện ngay. Đây, giờ thì tôi sẽ cho một chút dầu vào đây và tôi láng qua. Phần này chúng ta phải thực hiện linh động một chút nhé. Khi mà chúng ta sử dụng hay là các bạn nhìn thấy ngoài hàng người ta dùng những cái chảo chuyên dụng, người ta ấy làm rất là đơn giản thôi. Nhưng mà như vậy thì chúng ta mới phải đi mua. Thế còn khi mà chúng ta có thể thực hiện được tại nhà, con chúng ta hay là các bé của chúng ta có thể nhìn thấy tận mắt, hoặc là những cái phần nguyên liệu gia vị chúng ta có thể thực hiện tự tay chúng ta làm thì nó sẽ ngon hơn và nó đảm bảo an toàn vệ sinh hơn. Ok, bây giờ tôi sẽ bật nhiệt độ lên. Trước tiên thì tôi cho cái chảo nó nóng lên đã. Đấy nhá, cái phần bột thì chúng ta trước khi chúng ta lấy xuống thì chúng ta cũng sẽ đánh qua một lượt, đánh lại qua một lượt để cho nó nhuyễn ra, nó không bị vón. Sau đấy thì chúng ta sẽ lấy chúng ta thực hiện. Chỉ cần chảo nó ấm là chúng ta phải thực hiện thôi nhé. Ta cần một lớp mỏng thôi. Bật lại nhiệt độ. Đây các bạn nhìn thấy khi nó ấm đã, nó bắt đầu, đây nó đã bắt đầu nó chín này. Trong quá trình này thì chúng ta có thể thực hiện, chúng ta lấy cái phần xúc xích cũng như là các cái phần nhân của nó vào luôn. Đấy. Không ai. Ba chỉ, đây, phần ba chỉ, phần gia vị, phần nhân của nó. Ở đây thì tôi sử dụng, tôi làm cái phần này là phần thập cẩm. Đây, các bạn nhìn thấy nó đã bắt đầu nó lóc rồi này, nó đã bắt đầu nó lóc rồi. Thì chúng ta cứ đợi một tí và chúng ta cho nhỏ lửa xuống.
Đây thì nếu các bạn dùng ga thì chúng ta có thể cho nhỏ lửa bớt đi. Còn tôi dùng bằng bếp điện thì ta sẽ cho xuống nhiệt độ là 120 độ thôi. Để cho cái phần bánh của chúng ta nó chín đều bên dưới mà nó không bị cháy. Cái này phải quan sát thật nhanh, nếu không là nó mà cháy mất thì nó không ngon nữa. Đặc biệt là chúng ta phải quan sát xem cái phần bìa bên dưới nó đã đủ nhiệt độ chưa và nó đã chuyển màu chưa. Đấy, như này là nó đã bắt đầu nó chuyển màu rồi, chúng ta có thể lật được rồi. Đây, các bạn nhìn thấy nó đã bắt đầu nó chuyển màu này. Và chúng ta có thể lật. Các bạn yên tâm là cái phần bột này của chúng ta nó đã chín. Và tất cả những phần nguyên liệu cũng vậy. Để chúng ta đã sơ chế nó chín rồi. Bây giờ quan trọng là chúng ta sẽ thực hiện. Để chúng ta làm cho phần bên trong này nó chín đều và nó giòn đều lên. Nếu chúng ta sử dụng bằng cái bếp chuyên dụng thì nó rất là giòn nhé. Thế còn nếu mà dùng với cái bếp như này, với cái chảo như này chẳng hạn thì chắc chắn là nó sẽ không thể giòn bằng giống như bên ngoài được. Đấy, bên dưới nó đã rất là mạnh, đây giòn này, giòn đấy. Chúng ta chỉ cần là một chút thời gian nữa thôi là được rồi. Đây, chúng ta sẽ chia ra nó làm thành một cái hạt bánh tam giác này. Đấy. Ok, rất là ngon. Được rồi các bạn nhé, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện, chúng ta đưa ra một cái đĩa thôi. Đây. Đây các bạn nha. Rất là ngon, giòn rồi này. Đấy. Và cái nhân ở bên trong nó dậy mùi rất là thơm. Đấy, các bạn tôi sẽ review gần cho các bạn xem nhé. Đấy. Rất ngon. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi một cái video mới này của tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong một cái video thực hiện làm những cái món ăn ngon tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha.